Đây, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Bu Revenger Mình không hiểu nổi tại sao con game này lại hot đến thế. Bởi vì trong nó kiểu, trong nó thực sự đơn giản lắm đấy. Nó không có gì đặc biệt hết. Nên mình quyết định thử xem tự game này nó sẽ như thế nào. Ờ, mình có tham khảo qua thông tin về tựa game này thì mình biết rằng là bạn đẹp bạn muốn biến một tựa game nuôi thú dễ thương 2D tên là Bu và đây chính là Bu thành một tựa game nuôi thú kinh dị 3D tên là Bu. Đây là Bu 3D và nhiệm vụ của mình sẽ là phải là chăm sóc nó ok mình sẽ cho nó ăn đấy, mày tự vào đây mà mày thích, đồ gì thì thì, mày ăn đấy đấy khoan ạ mình nhét nó vào trong tủ lạnh được không ủa What the bu đâu ô hay vừa mới vào game lại con game này nó lại bất nữa con game chứ nó đã bất rồi con game này nó lại bất thế mà lạ thì chưa chịu rồi ok đây là lần thứ hai mình chơi lại tự game này rồi và mong rằng nó sẽ không có bất nữa rồi việc đầu tiên đó chính là mình sẽ cho nó đi ăn nên nhớ rằng là không bao giờ được nhét bu vào trong tủ lạnh ok nhưng mà nhét vào trong nó lớn đúng không nhỉ <laughs> vãi à. ok <laughs> chỉnh nhiệt độ sao cho nó phù hợp nhỉ uhm, bu này chắc cũng phải ăn được mấy ngày đấy. nhìn cái gì mà nhìn <laughs> thực phẩm dự trữ <nữ> <laughs> rồi, rồi, cho bu ăn đi. cho lên trên này đi cho nó cho nó kiểu um... Ê, nếu mà mình để gần quá mình nghi là nó sẽ bị kẹp ở bên trong đó. mình để ra xa tí đó, cho lên trên này đấy nào bé thích ăn gì bé thích ăn cái này không ờ, bé thích ăn gì bé thích ăn cái này không thể nghe cái con này nó phát ra tiếng nghe những kiểu con con heo nó bịt mũi vậy nhom 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 mẹ ờ, cho bé ăn cả cái tủ lạnh luôn rồi ờ, bé muốn đi tắm đúng không ờ, ok tắm cho bé luôn nhá rồi bé to quá rồi qua phòng tắm tắm cho bé nè ồ dễ thương quá oh. rồi ok, <cười> okay. <cười> thì đúng là nó không có chân thật Đâm ra là mình sẽ lật nó lên để cho nó nhìn thấy được cái ánh đèn Lật lên Rồi, ok Đó, nhìn, cái, <laughs> nhìn cái mắt <laughs> Bất lực, thật sự rất là bất lực Mày không có cách nào để tự cân bằng lại được hả bu Ừ, um, ok À, việc cần làm của mình nó sẽ là dọn sạch bô bằng cái xà phòng đúng không để xà phòng Đó, mình sẽ đến gần nó xong rồi vừa đá vừa trà đến cái người nó đầy những cái cục bọt cho đến khi nào mắt nó không thể nhìn thấy được gì nữa đấy bây giờ mình sẽ cần phải rửa bu đúng không rửa bu thì đơn giản cứ cầm ủa cái vòi đâu ủa cái vòi đâu nhớ ủa, ủa nãy vừa cầm trên tay mà ủa quay okay, cái vòi cái okay, vòng nước Bluetooth của tôi đâu? Hỏi bù em mày chấp nhận uh, dùng nước bồn cầu nhá, hay là dùng nước bồn rửa? Hay hay là mày thích uh, dùng nước ở chỗ khác? Đây, dùng nước đây đi. Oh, rồi. Ok. Well. Ba <laughs> bậc. <laughs> tại sao tại sao một con game như thế này mà nó lại khó được nhờ? Mình cũng thấy thấy lạ với khẩu vị của tất cả mọi người. Hay là tam quan của mình nó bị lệch lạc ta? Không, Thế rồi. Tựa game này kết thúc ở đây. Đây là con game nổi nhưng mà tệ nhất mà mình từng chơi. Thật sự là nó rất nhiều bậc Hy vọng là Dev có thời gian để fix thêm. Mà mình nghĩ là cái ông Dev ấy, ông làm cho vui rồi. Tất nhiên là cũng chẳng chả fix làm gì đâu. Vậy thì mình là này. xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những tựa game khác tiếp theo.